theo quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của Quảng Bình, phát triển theo hướng khám phá thiên nhiên, hang động, văn hóa, lịch sử, thể thao, biển, nghỉ dưỡng cao cấp. Các khu du lịch trọng điểm gồm Phong Nha - Kẻ Bàng, thành phố Đồng Hới và biển phụ cận. Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên phía Nam, khu vực phía Bắc và Vũng Chùa Đảo Yến. Định vị Quảng Bình là một trong các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam, trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực châu Á, gắn với những hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc, phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch đạt 10-12% GRDP của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của du lịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm tăng sức hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế.